They see the view from master bedroom to the living room. Đó, nhìn ra ngoài cũng rất là bự luôn. See? It's big. Có lầu hả? Tưởng nhà nó một lầu chứ. Ồ, cái này là cái chỗ học. Chỗ học. Xong bên đây có một cái phòng cho nít. Hai phòng lắm. That's two room. Chắc ở trên lầu là cái media room. Ba phòng. Đây có cái quạt mo ở đây. Ok. We go up there. We go up there. We go up there. Yeah. Oh, nè, cái bàn poker nó vậy nè mà. Cái bàn mà ngồi đánh bài. Mày ngồi đánh bài á. Yeah. Ở trên đây là chỗ nhậu nhẹt. Rồi đầu nhậu nhẹt thì ở trên đây. Đây là cái bàn đánh bài chứ. Xong rồi nó có rượu ở đây. Đâu cái đó là con nghĩ nó ra ngoài edit. Cái trần nhà. Xong rồi có chỗ để mình rửa tay. Mà có phòng tắm. Tay tắm nó đánh bài mà thua nhiều quá. Vô tắm xịn quá phòng tắm. Xong rồi trong đây là cái phòng để coi phim. No, cái đó ra edit á, nó không có mở đâu. Yeah. Hai hàng ghế ngồi coi phim rất là cozy, ấm cúng.